Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đến với Game Today. Rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về auto chat ở trên kênh Game Today nha anh em nhé. Em chào anh, em chào anh. Ơ, trò chơi dạo này hiện đại phết nhỉ? Tự động chào luôn. Ơ, có phải tôi đéo đâu? Đúng rồi, tôi đéo đâu. Ui rồi ôi, cứ tưởng dạo này game hiện đại có cái chức năng tự động chào khi mà có người chào mình, nhưng mà cuối cùng lại không phải anh em ạ. Thật sự là phải nói là rất là bất ngờ anh em ạ. Thật sự là cái câu chuyện này tôi cũng không thể là có thể tin được là đến một ngày tôi lại gặp chính mình ở trong game. Dã man thật sự luôn. Ôi sao mà anh em ạ. Vũ trụ song song. Thôi xong à. Lạc vào lỗ hổng thời gian. Gặp được chính mình. Đùa. Một cái phiên bản khác ở một cái vũ trụ khác chăng. Trong những cái trường hợp này tôi phải nói thật với anh em là như thế này. Sẽ có 8 người cùng chơi. Đấy. Và nếu mà những ai mà biết tôi thì người ta sẽ rất là phân vân. Không biết là ai sẽ là thật, ai sẽ là giả. Hoặc là ai sẽ là cái phiên bản của cái vũ trụ của người ta. Và ai sẽ là cái phiên bản đến từ vũ trụ khác. Người ta sẽ đánh giá cho đấy. Tôi nghĩ là nếu mà cái người chiến thắng ấy thì sẽ là cái phiên bản thật, cái phiên bản ở vũ trụ hiện tại. Ôi ôi, tâm lý quá anh em ạ. Chơi không cẩn thận thật là thành fake luôn đấy. Chán thế, tôi đang muốn chơi Hunter anh em ạ. Chơi cho nó cẩn thận, chơi nó gọi là chắc kèo. Anh em cũng biết rồi mà. Nhưng mà không có cái bộ set, cái vấn đề nó không có đồ ấy anh em ơi. Nên là nếu mà cái đồ này thì chơi cái gì nào? Cáu thật. Chưa biết là chơi cái gì anh em ạ. Thôi được, từ từ nhá, pick tạm nhá. Pick tạm mấy con này đi xem nào. Tam pháp sát long. Sau đó là chuyển sang ngũ long hóa hình cho nó chuẩn bài tuần cơm. Đấy, ít ra thì mình thua thì mình cũng có cái gì mình để lại đúng không? Đùa. Chưa biết anh em ạ. Từ từ nhá, trận này cân nhắc lắm ấy anh em ơi. Tự nhiên nó lại ra một cái con Clive, tôi lại pick thêm con heo Clive cho nó chắc bài. Trận này nói chung là bài ra đầu game có vẻ hơi lèo khèo, mà vấn đề nó ở cái chỗ đồ này. Cái đồ này anh em này. Cái đồ này bây giờ rất giống là chơi bắn trưởng. Đấy, nó lại là như thế cơ. Nó rất là giống chơi bắn trưởng luôn. Còn một viên ma lăng nhá. Ở viên ma lăng này thì từ từ. Khoan. Bắn trưởng không có nghĩa là pick ma lăng đầu tiên. Đấy, nó phải chốt một cái gì đấy cơ. Còn cái gậy hack đấy thì chơi được nhiều con nhá anh em nhá. Nó không hẳn nó là bắn trưởng. Mà để xem mình tới. Gót ghiểng các kiểu thứ này, gót nai à? Đấy, không cho Hunter đầu game rồi. Chơi gót á, chơi gót thì chơi gót mết à? Gót cửa nai, gót mết, gót spirit. Chưa biết chơi gì đâu anh em, tôi chưa chốt ở đâu. Nói chung là gót thì cũng phải sau, chứ còn bây giờ tầm này cho gót vào thì nói chung là sùng hố. Cố gắng đánh chuỗi thôi. Tôi rất muốn chơi Hunter anh em ạ. Trận này lúc đầu tôi vào tôi định chơi Hunter đấy. Đầu game là ít ra thì là chơi Hunter sau chuyển đỏ. Đấy. Hoặc là chơi 9 Hunter ở trong meta hiện tại. 9 Hunter mạnh lắm anh em ạ. Tôi cũng đã có cái clip ngày hôm qua giới thiệu cho anh em về cái bộ 9 Hunter. Chơi Nai á. Thật không? Bây giờ có thật không à? Bây giờ nếu mà chơi Nai nhá thì chỉ có chơi Nai hệ kiểu chơi Nai bắn trưởng. Bởi vì ghép đồ rồi mà. Chốt đồ rồi. Rồi chơi Clive vật lý thì không chơi được nữa rồi. Đấy, nó lại thế cơ anh em ạ. Bây giờ chơi Nai bắn trưởng đúng không? Thì nó có hai bộ Clive bắn trưởng. Đấy là 6 Clive kết hợp với 3 mét. 6 human ở level 9.
Đấy. Và cái bộ Clive bắn trưởng thứ hai là God Clive. Chỉ có hai bộ đấy bắn trưởng thôi. Ăn được không? Chắc là vẫn ăn được. Đừng có bảo thua nhá. Ui giời, thua rồi. À đừng, khác khác khác. Thả con ốc. Đúng rồi, hay quá. Thế thì vẫn ăn được. Hay quá. Hay quá. Ôi, tuyệt vời bạn ơi. Có tí đam. Ok ạ. Ơ kìa, có sách luôn. Quá tuyệt vời. Ui, Saman này. Hai con Saman. Thôi xong rồi, lại phải quay xe một lần nữa. Trái đất tròn à? Tôi lại cứ tưởng vũ trụ tròn. Thế đéo là trái đất tròn. Thế là cuối cùng là người anh em Tuấn Cơm kia là cũng ở trong trái đất à? Thế tôi nghĩ là đây nó sẽ là một pha gọi là du hành thời gian anh em nhá. Lỗ hổng thời gian thôi. À, tôn thành giả, giả hành tôn à? Tôi thì tôi lại thiên về cái chiều hướng là du hành thời gian nhiều hơn. Đấy. Ai mới là chủ nhân của Tam Pháp Sát Long? Ôi trời ơi. Anh em cứ như là đi guốc ở trong bụng. Nói thật, tôi đang định là chơi cái bộ Ngũ Long Hóa Hình để chứng minh tôi là phiên bản xịn. Nhưng mà bài này chắc không chơi được rồi. Toàn rồi, vớ vẩn là thành cái phiên bản fake cái này. Yếu. Quá yếu luôn. Đội hình đấu game này không ăn thua rồi. Vớ vẩn thành phiên bản fake cái này. Đồ chán quá, Greater mà không chơi được ý. Đồ không có đồ để mà chơi Greater. Không mà tôi cũng chơi Greater kết hợp với Flame rồi đấy anh em ạ. Bài này chỉ có tí lũa đá sang chơi bắn trưởng thôi. Chứ còn đánh tay thì chịu rồi. Thôi, bỏ like đi nhá. Tôi nghĩ là theo cái chiều hướng như này thì khả năng là chơi Clive là rất thấp. Anh em ạ, rất thấp. Không có. Khó đấy. God Clive. God Clive được không? Khó. Cái này, ui. Cái gì đấy? Đúng rồi anh em ơi, đây nó là cái phiên bản của tôi của ngày hôm qua. Hunter đây này. Ôi giời ơi. Ô, thế là gặp chính mình à? Ôi giời. Không ổn rồi anh em ơi. Cái phiên bản Tuấn Cơm ở trong quá khứ chơi Hunter trông chảy quá. Thôi thôi thôi. Giải tán giải tán giải tán anh em ơi, rồng giết đéo gì. Toàn đấy anh em ạ. À, Ngũ Long Hóa Hình cái đéo gì bây giờ? Chuyển ngay lập tức cho tôi sang cái bộ thông thạo của tôi. Phải đánh thông thạo 10 thôi anh em ơi. Đánh trận này là phải chơi hát rồi. Chơi cẩn thận tử tế chứ không chơi ba lăng nhăng được đâu. Vớ vẩn này là từ Ryu thành fake đấy anh em ơi. Hàng pha ke lại coi như là thành Ryu thì bỏ mẹ. Tôi nhìn đến bây giờ cái thế trận hiện tại nó giống như thế đấy. Nếu mà ai xem về thế trận hiện tại thì chắc là rõ ràng. Đấy, Tuấn Cơm chuyên đánh chưa thắng mà. Đùa. Khổ thế chứ lị. Nhưng mà tôi thấy cái nội dung này hôm nay nó cũng hay đấy. Cũng được đấy chứ nhỉ. Cũng được đấy. Hôm nay làm content du hành thời gian anh em nhé. Đấy, đấy là tôi. Đấy, quay trở lại quá khứ gặp chính tôi. Hợp lý. Gặp chính mình ở trong quá khứ. Phiên bản trong quá khứ. Sau khi gặp chính mình ở trong quá khứ, tôi nhận thấy là tôi quá là perfect, quá là hoàn hảo luôn. Tôi nhìn thấy ở tôi là một cái mẫu người đàn ông của gia đình, yêu vợ thương con, hết lòng về gia đình, vì con cái. Chính vì thế tôi quyết định là chuyển giới, sau đó quan hệ tình dục với chính tôi. Nghe đến cái đoạn này thì anh em thấy có vẻ là đã ly kỳ rồi đấy. Nhưng mà chưa là gì so với cái đoạn sau anh em nhá. Cái đoạn sau là mới là gọi là vãi cứt. Đấy chính là tôi sau khi mà tôi quan hệ tình dục với chính tôi trong quá khứ, thì tôi có với nhau một em bé. Và cái em bé đó sau khi lớn lên đã trở thành một YouTuber của bộ môn Auto Chess Mobile anh em nhá. Em bé đấy có tên là Tuấn Cơm. Vãi cứt. Và đấy, cái câu chuyện nó tiếp diễn như nào thì anh em cũng đã biết. Đấy, sau khi Tuấn Cơm trong một cái lần bay rank thì đã gặp được chính mình ở trong quá khứ. Và thay vì cái việc là tìm cách triệt hạ, tiêu diệt đối thủ thì anh ấy đã tìm cách quan hệ tình dục của đối thủ. Dã man. Đây và đây đang trên cái con đường đấy nhá anh em nhá. Vãi đái thật. Đấy, đang tìm cách đấy anh em. Đang tìm cách nha anh em nhá. Đùa, nhưng mà trông bài trông nó khèo. Nó khèo một cách quá thể đáng luôn ý anh em ạ. À. Nó quá khèo luôn ý. Đùa, nó ra cái bài khỉ gió thì không biết luôn ý. À.
Cay quá đi mất thôi anh em ơi, bài nó yếu. Mà là còn hết tiền nữa chứ, cái vấn đề ở đây nó là cái gì? Nó là thứ nhất này, là không đủ bộ Saman này, thứ hai này, bài nó đang rất yếu luôn. Những cái con co ấy, nó có thể gây đam được thì nó đeo co, toàn mấy cái con dở hơi đó thôi. Xong rồi. Khó lắm anh em ơi. Lấy cái gì mà ăn được, nói cho nó nhanh. Cái con ấy nó có bố xét xòe quạt không tới được con thỏ. Đấy, quả xòe quạt tới thỏ thì có khi là ăn được đấy. Nó khó. Ủa, đồ trồng. Giống tôi lấy đồ vãi đái luôn. Thề. Quá khó khăn. Đầy ó. Đấy, nó phải có một cái tí dấu hiệu cho anh em. Không thì bài nó coi như là bài sùng hố. Ok, đây. Nhưng mà như này thì lại không có 3 mét. 3 human vậy. Nhưng bây giờ có liệu rằng là có thể là đớp được cái cuốn sách không? Nhưng mà bây giờ đội hình nó cũng yếu quá rồi. Liệu rằng có thể đớp được sách không nhờ? Bây giờ là không có 3 mét ở trong đội hình. Hoàn toàn là dựa vào Saman hóa đẹp. Saman phải hóa thật đẹp đấy nhá bạn nhá. Ủa, chết tôi. Căng thực sự. Rồi, có sách. À, gặp cái thằng Eco. À, gặp cái thằng bị out rồi. Ok. Gỡ lại được 2 tiền. Thọt quá anh em ơi. Trận này bây giờ chuyển sang chơi cót đỏ hay là chơi ấy nhỉ? Chơi cái gì nhỉ? Saman à? Saman mết không? Saman mết được không? Chỉ có những cái bộ mà dạng kiểu Saman mết thì nó mới lật, nó mới dễ thôi. Hết tiền rồi anh em ạ. Hết tiền để mà làm được cái gì? Bây giờ có Saman sẵn rồi, 4 Saman được kiếm 3 mết vào thôi. Kiếm 3 mết xong cố gắng đưa mấy con mết nó lên 2 sao, thế là được rồi. Lên level 8 thì kẹp thêm được một cái cọc. Đấy. Hợp lý không? 3 mét kẹp 4 Saman kẹp cọc ở level 8. Hết. Hết tiền, không làm gì được nữa anh em ạ. Bài cụt rồi, bài này là tôi chỉ còn có 11 đô thôi. Ở cái round 14 nó là hết tiền. Không đánh được, đừng có mơ mộng gì ở những cái level cao anh em ạ. Sống nổi không. Máu thì bây giờ 84 máu nhưng mà tiền hết ấy. Vấn đề nó là cái chỗ tiền hết anh em ạ. Nên là cái sự lựa chọn về cái việc roll ấy nó trở lên nó rất là khó khăn. Flame lên được 2 mà cũng chả để làm cái gì. Con này chuẩn bị bán rồi. Đến cái giai đoạn sau thì tôi giữ cái con này đâu. Con Flame này tôi bán sớm thôi anh em ạ. Tầm này đánh đấm cái gì. Nhiều nhà Hunter thế này. Trận này nắm nhà Hunter vãi cứt. Đùa. Tôi thấy có 3 nhà là dí bộ Hunter rồi anh em ạ. May quá trận này tôi lại không chơi Hunter. Nhưng mà không chơi Hunter chơi gì. Khó nhờ. Thôi thì cố gắng chắc chiêu từng đồng một thôi anh em ạ. Bây giờ thọt tiền quá rồi. Anh em nhìn đối thủ xem. Thằng nào cầm ít nhất là 40 tiền. Anh em nhìn xem. Thằng nào cũng có ít nhất là 40 tiền. Thằng thì 50, thằng thì 40. Thằng thì 50 tiền ở level 7. Thằng thì 40 tiền ở level 7. Đấy. Còn những thằng nào mà ở level 6 thì là 50 tiền rồi. Chỉ có riêng tôi là bây giờ đang có 16 tiền. Rất ít luôn. Tôi đã nhận thấy cái độ thọt của tôi rồi. Thọt lắm rồi. Già này. Con này phải lên 2 thì mới tính tiền nhá. 1 sao thì vẫn chưa tính tiền được. Có một cái vấn đề ở đây là tôi không thể lên được 8. 32 tiền mới lên được 8 anh em nhá. Vớ vẩn là phải chơi ở level 7 ấy, anh em ạ. Chuyện này đồ khèo quá đi mất tôi. Nếu mà chơi ở level 7 là chắc là tôi sẽ phải bán con Agali luôn. Xong rồi cho con già vào luôn anh em ạ. Để kích hoạt 3 mét thì nó vẫn cứ là ngon hơn. Chứ còn bây giờ mà tham cái con 2 sao thực ra nó cũng chả mạnh lắm. Không kích hoạt mết thì nó cũng chả có ý nghĩa gì cả anh em ạ. Thôi được rồi. Round này chắc up cấp luôn. Đủ tiền để up cấp luôn. Kẹp thêm cái con Phượng Hoàng vào cho nó tăng anh em ạ. Phượng Hoàng tăng cũng được. Cái trận này nó khá là nguy hiểm ở cái chỗ là nó còn có cả Assassin nữa anh em ạ. Đấy. Cái vấn đề nó là thế.
rồi Glitter nữa. Rất nguy hiểm anh em thấy không? Bớ hàng đằng sau. Chính vì thế tôi cần con Phượng Hoàng là vì thế đấy anh em. Để nó tăng nho. Thì xoay xoay cứ xoay đâu đâu ấy. Dài. Hóa được cái con Swordman là ngon rồi, nhưng mà lại đứng một chỗ xoay nó làm gì. Ok. Rồi có sách. Bây giờ là phải tiết kiệm mấy cái cuốn sách để lên được 9 đấy anh em. Bộ này là phải chơi ở 9 cơ, chơi ở 8 không ăn thua đâu anh em ạ. Ở 9 thì nó có 4 Spirit, 4 Saman. Đấy. Đánh ở level 9 thì chơi được. 4 Spirit, 4 Saman, 3 mét. Ở level 9 nha anh em nhá. Chứ còn level 8 mà không chơi được đâu. 4 con Saman là 4 con này cộng với cả 4 con Spirit. Đấy là 8 con. Lên 9 nó kẹp thêm con mét vào xong. Đấy, còn ở trong cái bộ Spirit nó có 2 con mét rồi. Chúng ta phải chơi ở level 9. Còn đừng có nói chơi bộ này là chơi ở level 8. Chơi bộ level 8 chắc chắn xuống hố. Không có nhiều. Mày quá anh em ơi, con ốc của ra đằng sau là bớ con súng. Thế là con súng nó đánh chậm. Rồi. Bắn trưởng lần nữa. Ok, trận này còn có 2 nhà Glitter nữa anh em ạ. Quá khó khăn. Glitter thì có thể counter bằng kẹp cọc. Đấy. Còn Assassin thì phải có Phượng Hoàng ở phía dưới. Tôi thì mặc dù là không có nhiều tiền, nhưng mà tôi cũng đang có một cái lượng máu là 84 máu, đang đứng ở vị trí top 3. Thế là cũng là gọi là về mặt gọi là máu là ổn đấy. Chứ còn tiền thì thọt quá anh em ạ. Tiền bây giờ thọt mà đội hình thì cũng chưa đâu vào đâu. Bây giờ nhá là cần phải già lên được 2 thì lúc đấy mới yên tâm được. Già lên được 2 Saman cũng phải full 2 sao thì mới yên tâm được. Đây này, Assassin đây này, anh em thấy không? Cái lý do tại làm sao mà có Phượng Hoàng đấy anh em. Đấy, anh em thấy chưa? Cái lý do tại làm sao mà phải up 8 là như thế đấy anh em ạ. À. Chứ tôi cũng đâu có muốn up 8 cho thọt tiền đâu. Tính hết rồi anh em ơi. Anh em đừng nhìn nhá, đừng nhìn màn hình. Đấy, không tự nhiên lại bảo là có chuỗi, tự nhiên lại bảo độc dị lạ. Lại bảo là có một cái gì đấy mà nó thiệt đéo nào. Tự nhiên lại đánh một thời gian nữa có chuỗi là thiệt đéo nào. Kinh nghiệm. Kinh nghiệm hoặc là tôi biết trước quá khứ. Đúng rồi. Có thể là như thế, rất có thể là như thế. Tôi biết trước những cái gì xảy ra nên là tôi nắm rõ là cái tình hình, tôi cho những con gì vào nó hợp lý. Thế là tôi lại có chuỗi, tôi ăn được những người khác. Có phải là như thế không nhỉ? Lại 30 tiền rồi anh em ơi. 30 tiền nó là hợp lý đấy. 30 tiền rồi nó sẽ lên dần nhá anh em nhá. Ok. Có sừng mập đúng không? Có phải không? Đúng rồi anh em ơi. Đùa. Mấy cái line up mà cái dạo gần đây ấy, tôi cứ ra clip là nhiều người chơi lắm anh em ạ. Hunter này, có sừng mập này. Kinh khủng khiếp luôn. Nói chung là tôi cứ ra clip nào là y như rằng ngày hôm sau vào trong rank là thế nào cũng có người là mùa giống tôi. Rất muốn là mùa những cái line up mà tôi chơi. Cũng hay. Đấy, anh em biết cái tầm ảnh hưởng của kênh nó lớn lắm. Nó rất lớn. Rồi. Thế là đang có chuỗi anh em ạ. Thế là thế nào nhỉ? Rồi bây giờ từ từ nhá. Bây giờ lên 9 hay không thì là bây giờ tính tiếp này. Cái đoạn này là cái đoạn mà tôi đang rất là đắn đo việc là dừng lại và roll con già 2 hay là chúng ta sẽ lên 9. Nhưng mà lên 9 bây giờ thì chưa có 4 Spirit. Lên nhớ cái điều đấy. Càng ấy. Mà lên nhớ là lên 9 ấy, 4 Spirit, 4 Saman thì phải tính xem là có ăn được cái nhà 9 Hunter không nhá. Đấy. 9 Hunter bây giờ nó bắp kinh khủng luôn. Khỏe lắm anh em ạ. Chơi chơi có khi là tí phải chuyển lần nữa chứ không mết Saman các thứ đâu. Mết Saman không ăn được 9 Hunter anh em ạ. Khó lắm. Già này. Thế thì như thế này thì phải lên 9. Hợp lý luôn anh em. Lên 9, tỷ lệ roll là 25%, ra 4 đô. Bây giờ chỉ còn một con nữa thôi, lên 9 hợp lý. Rồi, chúng ta sẽ lên 9, chúng ta roll ở 9 nhá anh em nhá. Làm nào giữ được cái chuỗi này mới gọi là căng thẳng. Chuyện này nếu mà không gì thay đổi thì tôi sẽ dừng lại ở 9, tôi roll thôi, full 2 sao.
Một round nữa nha anh em nhá. Round sau tôi sẽ roll. Tôi sẽ không để 50 tiền roll đâu anh em, không đợi 50 tiền roll đâu. Round sau tôi sẽ phải roll, tôi kiếm nó dài 2 luôn. Round sau có khoảng tầm khoảng 30 tiền đấy thì là roll, là chắc là tôi nghĩ là ra được một con thì nó cũng dễ đâu. Còn một con nữa mà. Rồi. Từ từ đã, để kiểm tra lại. Ok, roll thôi. Trứng này, từ từ nha, roll tiếp, chưa. Roll tiếp, còn tiền roll. Ok. Rồi. Tôi sẽ chơi Ryu luôn nhá, tôi không có kẹp Wizard vào nữa. Chơi Ryu luôn. Ôi, anh em nhìn kìa. Thằng Tuấn Cơm kia nó cũng đang có chuỗi kìa. Hai Tuấn Cơm đang có chuỗi. Nhưng mà thằng kia nó đang ở level 9 và nó có 50 tiền. Còn tôi hết tiền rồi. Cái vấn đề nó cái chỗ đấy đấy anh em ạ. Creator thì cũng một quẹt là coi như là dọn bàn. Quẹt rác cũng rất là khỏe luôn. Creator này nó phải ghép BKB. Như là kiểu counter của tôi ấy nhở, đúng không? Cả con game này có bao nhiêu thằng chơi, có thằng nào chơi mết đâu, một mình tôi chơi mết mà lại còn phải ghép BKB. Tại sao không ghép những cái món đồ khác để đánh với những cái nhà khác nhỉ? Tại sao lại phải sợ tôi nhỉ? Có nhiều những cái nhà khác mà. Khổ. Bây giờ làm nào để gặp Tuấn Cơm? Đấy, gặp Tuấn Cơm. Ý tôi nói là Tuấn Cơm kia. Tôi gặp Tuấn Cơm kia, tôi cắt chuối. Thế là nó là cái kết của hậu nha anh em nhá. Nó sẽ đến một cái kết của hậu. Chứ còn bây giờ mà vào gặp Tuấn Cơm kia xong lại bị nó cắt chuối thì tôi coi như toang luôn. Chính thức là tôi sẽ là cái phiên bản fake Fake. Bây giờ phải gặp đi, cho gặp sớm đi. Assassin, không sao. Tính rồi. Tính rồi, hay quá. Không sao anh em ơi, tính rồi. Xếp bài tính rồi. Riêng cái bọn Saman thì nó sẽ không di chuyển lúc đầu. Đấy, nên nó đứng im ở cái vị trí đấy, giúp cho tôi là có một cái đội hình cố định. Đấy, nên là cái bọn Assassin nó bay xuống thì nó chỉ gặp những cái con Saman ở đằng sau thôi, ở cái vòng ngoài thôi. Chứ còn làm sao mà bớ vào là những cái con ở hàng trong của tôi, khó lắm. Những cái con hàng trong là những cái con được bảo vệ rất an toàn. Ôi ôi, Tuấn Cơm nghe bị cắt chuỗi rồi kìa. Nhưng mà bây giờ vấn đề là nó sang đây nó có cắt chuỗi của tôi không ấy. Cái vấn đề đó là thế. 9 Hunter không phải là chuyện đùa đâu anh em ạ. 9 Hunter, Saman này có khi phải kẹp cọc vào mới ăn được nhỉ. Bây giờ kẹp cọc hay là cho Saman vào đấy. Bỏ bớt con Sao Devil ra để kẹp thêm cái cọc cũng được. Đấy, chúng ta thừa một slot. Đang kẹp hút mana. Chưa 9 Hunter. Mới là 6 Hunter kẹp đỏ. Thế thì vẫn ăn được. Trời ơi, thế tại sao không sang sớm đi. Ui dày. Sao không sáng sớm một chút để tôi xin cái chuỗi đấy. Trời ơi, quá đáng tiếc. Suýt nữa thì lấy được cái chuỗi đấy là lại cũng có tiền rồi đấy anh em. Tiền thì thực ra dần dần thì nó cũng sẽ lên thôi. Đấy, cái vấn đề là anh em nhìn đi, cái lúc mà tôi nói với anh em là tôi còn 84 máu ấy, thì đến cái thời điểm hiện tại tôi vẫn còn 84 máu. Ảo Macalada, công nhận. Ảo thật đấy, ảo thật sự luôn. Chính tôi chơi tôi cũng thấy ảo mà. Đấy, cái lúc mà tôi rất là kêu, tôi nói là tôi sắp xuống hố, tôi vẫn 84 máu, bây giờ tôi vẫn 84 máu. Và thậm chí tôi đang có chuối, tiền đang lên, đấy. Tiền đang lên rồi, thôi rồi. Bây giờ để xem nhá, có nhà 9 Hunter đã form rồi nhá. Anh em thấy không? Sau khi tôi ra cái clip 9 Hunter, rất nhiều người chơi 9 Hunter luôn. Ra con rớt thì ngon nhỉ? Ui, cái round nào mà ra con rớt mà gặp lau người nó rớt cho thì sướng. Chơi Saman sướng nhất là như thế đấy anh em ạ. Biến nẹp cái ra cái con ngon ở trong cái bộ đấy thì tuyệt vời luôn. Nhưng mà vấn đề nó có ra không hay thôi. Có kỳ round này up 10 luôn anh em ạ. Up 10 kiếm rớt rồi. Round này up 10 nó là hợp lý đấy anh em. Hiện tại thì chúng ta có thể là kẹp gót vào luôn nha anh em nhá. Kẹp gót vào luôn được. Bỏ human đi thôi. Tôi sẽ bỏ human luôn. Vừa có gót vừa có cọc. Hay là giữ human thêm một vài round lên 11 không? Chắc là tôi nghĩ là không lên 11 đâu.
Bài này hết cửa, bít cửa lên 11 rồi. Khó lắm. Thôi, chắc là tôi bỏ human luôn này. Mặc dù là cái con Phượng Hoàng với cả con Thunder của tôi nó vẫn 1 sao nhưng mà thôi. Bao giờ ra rớt thì có thể chơi 6m được anh em ạ. Ra rớt chơi 6m kết hợp với các 4 gót. 6m 4 gót. 6m 4 gót. 6m 2 gót. 6m 2 gót kết hợp với cả 4 Saman được. Đánh level 10. Lên 11 thì đã chơi được 4 gót đấy. Nhưng mà không lên được 11 rồi. Trận này không lên được 11 đâu. Nhìn cái thế trận là biết. Bây giờ roll ra con rớt thì chúng ta sẽ thay con CM. Nhưng mà thay tạm thôi nha anh em nhá. Thay tạm cho đến khi mà chúng ta form được cái bộ bộ gót. Gót mết. Rồi. Tạm thời thì vẫn sẽ phải chơi Saman, chứ còn chưa bỏ Saman đâu. Saman nó vẫn là chân lý nhá anh em nhá. Mết Saman gót chân ái luôn. Ok. Già gây được 13.000 đam. Được đấy. Bây giờ nguy hiểm nhất chắc là tôi nghĩ là cái nhà assassin kia. Cái nhà assassin. 9 assassin rất nguy hiểm. 9 assassin kẹp ốc. Hiện tại chưa có con Phượng Hoàng 2 sao nên là cái việc bảo kê ở đây là nó chỉ trong vòng 1 ô thôi. Nó phải 2 sao nó mới bảo kê 2 ô thì nó mới an toàn được cho tất cả đội hình. Ú đây rồi. Chưa lên được 9 ăn này. Quá, thế thì tôi vẫn ăn được thôi. Vẫn ăn được thôi. Ú nhưng con già quẹt rồi. Hai quẹt là dọn bàn, không có nhiều. Thấy không? Quá đi mất thôi. Ra Light Spirit. Từ từ nha, nếu mà ra con này thì chúng ta sẽ thay một chút cái đội hình này. Nếu mà ra Light Spirit thì có thể là chúng ta sẽ chuyển sang chúng ta đánh là gì? Nó sẽ là 6m. 6m 4 đá. 6m 4 đá kết hợp với gót hợp lý luôn, 4 cọc. Chuyển, tí đã chuyển anh em nhá. Phải mắc binh, nếu mà ra được những cái con như này thì chúng ta sẽ phải chuyển sang cái thể loại mắc binh chứ không chơi kiểu dở chừng nha anh em nhá. Kiểu mà lửa mùa kiểu Saman này nó chỉ giữa game thôi. Tí nữa sẽ bán đi. Ok. Cái vấn đề là con Phượng Hoàng với con Thunder nó chưa lên được 2 sao nên tôi không chuyển được anh em nhá. Chứ không phải là vì tôi không muốn chuyển. Chuyển thì vẫn chuyển thôi nhưng mà chưa đến cái giai đoạn chuyển. Chúng ta sẽ phải đợi thêm một vài round nữa. Assassin rồi. Thằng này bây giờ chuyển sang 6 assassin này. 6 assassin bị Phượng Hoàng hú rồi. Bị Phượng Hoàng hú kìa. Ui rồi ôi. May cho bạn là gặp đây là gặp bóng ấy. Ui nhưng mà đi rồi. Gặp bé Kim Ngư đi rồi. Lại chuyển sang 6 assassin kẹp gấu à, kẹp bít à. Không chơi 9 xin, chơi 6 xin. Ok. Cái tầm này thì bây giờ nói chung là có thể ngồi im được rồi đấy anh em ạ. Bây giờ thì tiền nó có thể lên đến 50 tiền rồi luôn. Cái tầm này là nó không còn quan trọng nữa rồi. Bởi vì đội hình nó đã form được rồi nha anh em nhá. Form được một cái đội hình mạnh rồi. Đấy, bây giờ chỉ có là mắc binh tối thượng ấy thì bây giờ rớt nó phải tự ra thôi. Đấy. Còn tôi không có dạy gì mà tôi xả hết cái đống tiền này mà tôi roll nó rớt để làm cái gì cả. Thay vì việc xả hết tiền roll thì tôi có thể đợi 50 tiền tôi roll. 84 máu. Đội hình đã mạnh, mỗi round lọt một vài con. Thậm chí là thắng nhưng còn trả lọt được cái round nào thì bây giờ tội gì. Đúng không anh em? Đấy, 9 Hunter ở đây này. 9 Hunter rồi đây này. Ui giời ơi, chưa. Chưa 9 Hunter luôn. Level 10 còn chưa 9 Hunter à? Bé Kim Ngư 9 Hunter tôi đẩy đi kìa. Đấy, 9 Hunter có là cái gì đâu. Bình tĩnh. Nói chung ấy là phải chọn đúng lên văn minh, am hiểu tất cả các lineup anh em hiểu không? Cái bộ 9 Hunter thông thạo 10 của tôi đấy anh em ạ. Tôi biết nó sợ cái gì chứ. Cứ bình tĩnh. Tôi biết cái bộ 9 Hunter nó sợ gì. Ok. Ô, đỉnh mạnh phết nhở. Tôi bây giờ tôi mới để ý. Cuối cùng thì là solo giữa hai tuần cơm này. Ôi giời ơi. Hóa ra đây nó chính là cái thời điểm giao cắt thời gian đấy à. Các vũ trụ song song sẽ coi như là gặp nhau ở cái điểm này. Đấy, tự nhiên nó lại không còn song song nữa đúng không? Ảo thật sự. Rồi. Thế này là tôi nghĩ là khả năng cao là
chúng ta có thể chứng minh được chúng ta là hàng riu ở đấy anh em ạ. Đó. Ok. Rồi đây, hack luôn. Rồi. Xả tiền nha anh em nhá, lại đến giai đoạn xả tiền rồi. Đây rồi. Từ từ nha. Đây rồi. Con Phượng Hoàng nó đi, cho Phượng Hoàng nó đi nào. Cho con Phượng Hoàng được không? Ok. 4 spirit. Chúng ta có 4 spirit, 4 shaman kết hợp với 3 mét ở level 10. Ngoài ra thì chúng ta có thêm một cái gót nữa, cái hệ gót nữa. Và cái cọc. Bình thường là ở level 9 thì sẽ không có cọc và không có gót. Mà lên 10 thì sẽ có. Đấy. Mặc bình chưa? 9 assassin, à 9 hunter. Ồ. Ngộ không 2 sao. Kinh đấy. Kinh đấy. Cướp con. Ui, không kịp cướp là lẻ nhanh thế nhờ. Tôi đang định cướp con nhện anh em ạ. Nhưng mà có ăn được không? Ngộ không này có liệu rằng có thể ăn BKB 2 luôn. Đánh rất cẩn thận. Thôi xong rồi, không được rồi anh em ơi. Áo giáp thiên thần anh em ạ. Vận mệnh, áo choàng vận mệnh. Càng đấy. Bắt đầu gây cẩn thận này. Bắt đầu cái tầm solo này, bắt đầu xem mà liệu rằng ai sẽ là cái hàng riu. Sáu đá chắc chả cần đâu. Đánh bộ này sáu đá không ăn thua. Sáu đá vào trong gặp hunter dễ chết lắm. Tôi chỉ chơi 4 đá thôi, kết hợp với 6 mét anh em nhá. 4 đá 6 mét hợp lý. 4 đá 6 mét 4 cọc. Được không? Được. Tôi bỏ Saman ra, tôi sẽ có 4 cọc. Ok, tôi sẽ bỏ Squire ra nhá. Thì cái con Squire nó sẽ không có cái tác dụng gì nhiều trong cái bộ hunter đâu. Bởi vì nó chỉ ra một cái đường nó gọi là giảm tốc đánh thôi, thì không ăn thua. Rồi. Như này hợp lý hơn này, một quẹt nó đi luôn. Không nói nhiều, không mất thời gian, không lằng nhằng. Ok, ngộ không kìa. Ngộ không. Ngộ không là khỏe quá anh em ơi. Ngộ không là khỏe quá. Công nhận là khỏe thật. Úi giời ơi, con không có tí máu. Mặc dù không thắng được cái round vừa rồi, nhưng mà điều đấy nó có ý nghĩa đấy anh em. Có nghĩa là chúng ta vẫn có thể chiến thắng ở trong đội hình này. Ok. Chuyển đội hình một chút thôi để cho nó không đập chùm. Ngộ không vừa lấy nó đập chùm anh em ạ. Tách đội hình sang hai bên là được mà. Không thành vấn đề anh em ơi. Ok. Tách đội hình sang. Rồi bây giờ cậu để đâu? Bây giờ ngộ không của cậu để đâu nào? Ok. Rồi. Tôi nghĩ là như này hợp lý rồi đấy. Thì lựa dây cuối cùng là tôi sẽ cho con Rubik cướp con, tôi nghĩ là tên Tsunami. Tên Tsunami hợp lý luôn. Ok bạn ơi. Được không? Một quét. À, đổi cũng không sang bên này á. Thế thì dại rồi bạn ơi. Ở bên này nó bảo vệ kỹ lắm. Trời ơi, thế thì 31 máu. Như nào? Ôi giời. 13 máu à. Bây giờ tôi lại có 50 tiền ở level 10 anh em ạ. Anh em thấy nó có bá đạo không? tôi giờ tiền tôi lại không phải là cái vấn đề nữa rồi. Đối thủ giờ hết tiền rồi, tôi còn đống tiền thôi, tôi xoay bài thôi. Ok, bây giờ một con xuất 2 này, một con Light Spirit 2 sao này. Trò chơi kết thúc không? Cảm giác 50 tiền roll nó nhanh thật đấy, anh em ạ. Tôi roll một lúc đã hết bố 50 tiền rồi này. Điều thế chứ lị. Anh em thấy không? 50 tiền mà roll nó nhanh như thế đấy anh em. Tiền nó đâu phải là vấn đề đâu. Cái vấn đề là anh em roll nó chậm hay nhanh thôi. Ngộ không rút kinh nghiệm rồi, Ngộ không rút kinh nghiệm. Sang đấy, ôi trời ơi. Thế thì chết rồi bạn ơi, thôi xong rồi. Anh em thấy không? Trời ơi, tôi vẫn là cái phiên bản tối thượng. Kết thúc game với 76 máu. Trời. 76 máu anh em ạ. Mặc dù là đầu game nó khá chật vật đấy, tiền thọt chật vật lắm ấy. Và cuối cùng kết thúc là vẫn rất là coi như là perfect luôn. Thế để biết là đấy, bởi vì tôi đã biết được cái quá khứ của tôi là như nào. 9 hunter đấy, trong quá khứ rồi nhá. 9 hunter bây giờ chỉ là di vãn.
Hunter xưa rồi anh em ơi. Hãy để cho quá khứ ngủ yên. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian thì vừa nãy tôi nói đùa đấy, thực ra Hunter không phải là quá khứ đâu. Nó đang được bắp rất mạnh nha anh em nhá. Anh em có thể xem clip bên trái để xem cái bộ Hunter, 9 Hunter nó mạnh thì cỡ như nào. Và anh em cũng có thể xem clip bên phải, bộ gót rồng mập đã quay trở lại meta này, khỏe lắm anh em ơi. Rất là hợp với cái meta này anh em nhá. Và cuối cùng nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể ủng hộ cho tôi qua donate cũng như là qua đăng ký hội viên bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn toàn thể các anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye.